em phải chọn đối tượng chứ. Còn đâu có đâu chọn đối tượng. Nghĩ giống đầu trước. Anh em nhắm mắt 15 giây đi. 10 giây thôi xong cho quay chọn. Quay ok ok. Cứ để quay chọn đi. Đây rồi. Đi xuống bắt ngay rồi. Bắt ngay rồi. Là đang làm hay là đang suy nghĩ? Tự đang làm. Làm luôn, làm luôn với ba mà làm luôn đi. Làm luôn. Skip câu hỏi đi. Cái tư chỉ cũng thường lắm mà. Yêu ai làm gì? Mọi người đến đi. Mỗi lần. Mỗi lần. Mỗi lần. Ngơ ngơ trong về hướng trong về người đó ấy. Đây đây giúp tú rồi. Ừ đúng vậy. Mỗi lần bị nhân nói gì rồi. Rồi cảm giác ôm cái đàn như vậy. Khi mà chuẩn bị đánh trống hay làm gì đó là... Mà không phải là trước khi nữa. Mà muốn xong hết bỏ vô xuống mày ấy. Cái gì không? Thôi để em làm cho. Dạ dạ. Ê phải đứng lên. Toán đi. Dễ mà, dễ, có tiêu uống rồi thì dễ quá. Vậy thì anh Hà ha. Anh bảo dễ mà. À ơi chết tiệt, cái thằng chết tiệt này mày đang làm cái quái gì vậy hả? Ơi chết tiệt. Hay quá. Hay ghê. Cơ. Để tôi làm trước cho mày coi. Nani? Cái này là tôi đang đố bạn là tôi đang làm lại hành động của ai. Là cứ lên sân khấu là cái đó là lúc cái... nó phim là nó sẽ làm. Tôi sẽ có một hành động. Bunny-chan, ok. Cái gì vậy? Hợp lý, hợp lý, hợp lý.